Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 5. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi giá cả các mặt hàng leo thang, chi phí sản xuất tăng, nguồn vốn kinh doanh bị hạn chế do lãi suất luôn ở mức cao, song các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tập trung thao gỡ khó khăn, huy động tối đa các nguồn lực để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Theo cục thống kê cao bằng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2023 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 86,1%. Số tăng chủ yếu là ngành sản xuất kim loại tăng 115% ngành khai khoáng tăng 48,4%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 10,7%; nguyên nhân do khô hạn, mực nước các hồ thủy điện xuống thấp, làm cho các nhà máy sản xuất điện không thể hoạt động tối đa công suất. Ngành cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải giảm 5,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung 4 tháng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành khai khoáng tăng 46,1% ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 26,2%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 27,5%. Trong 4 tháng năm 2023, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm trước như xi măng tăng trên 469%, chiếu trúc tre tăng trên 113%, sắt thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, phôi thép tăng 75,2%, gạch xây tăng 26,6%, đá xây dựng tăng 13,7%. Các sản phẩm giảm so với công kỳ năm trước bao gồm điện sản xuất giảm 35,1%, mangan gan và sản phẩm của mangan gan giảm 26,1%, nước tinh khiết giảm 14,4%, quặng mangan gan và tinh quặng mangan gan giảm 11%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 5 tháng đầu năm, tình trạng hạn hán kéo dài đã khiến cho 1.932 diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng trong đó diện tích trồng lúa do hạn không cấy được là 118,3 ha, diện tích trồng lúa bị hạn 218,2 ha, tổng diện tích trồng màu bị ảnh hưởng do hạn hán là 1.595,8 ha, chủ yếu tại các huyện Trung Khánh hơn 850 ha, Hòa An hơn 80 ha diện tích trồng lúa đã cấy bị hạn, Nguyên Bình 170,2 ha, Hà Quảng hơn 269 ha. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã có chỉ đạo các tổ chức quản lý thủy nông cơ sở khai thác tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát, tăng cường sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả cho lúa và cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến về thời tiết, nguồn nước để lập kế hoạch tích nước hồ chứa phù hợp, nhanh chóng khắc phục, hạn chế thấp nhất tình trạng cây trồng bị khô hạn, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do hạn hán gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án công 6 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, các cấp ngành đã quan tâm triển khai thực hiện theo các mục tiêu đề án đặt ra. Đến nay toàn tỉnh đã thu nhận được trên 456.800 hồ sơ căn cước công dân đạt 97,1%. Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện đề án chỉ đạo các đơn vị chức năng công an các địa phương tập trung nguồn nhân lực trang thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân trên địa bàn tiến hành đối chiếu xác minh thông tin công dân qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua tàng thư hồ sơ cư trú tàng thư căn cước công dân đảm bảo hồ sơ đã thu nhận đầy đủ chính xác đúng quy định và hiệu quả Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu nhận được trên 456.800 hồ sơ căn cước công dân, đạt 97,1%. Trong đó đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho học sinh đang học, thực tế là 1.288 trên 1.288 hồ sơ, đạt 100%. Thu nhận 105.985 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử 25.534 tài khoản, đạt 11,6%. Về làm sạch dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, Đến nay toàn tỉnh đã thu thập, cập nhật và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 589.832 phiếu DC01, đạt 99,9%. Bổ sung chỉnh sửa thông tin dân cư 358.953 phiếu DC02. Đối với các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu, hiện nay Công an tỉnh đã hoàn thành 11 trên 13 chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Đối với chỉ tiêu giả soát đề nghị xóa công dân trùng trong và ngoài tỉnh, đã giả soát hoàn thành 9.347, đạt tỷ lệ 91%, còn 502 trường hợp đang tiếp tục giả soát, xóa trùng thông tin. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó duy trì công tác thu nhận hồ sơ, cấp tài khoản định danh điện tử, cùng với thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân. Phần đấu đạt tỷ lệ 100% công dân cư trú, đủ điều kiện được cấp căn cước công dân theo quy định, đảm bảo dữ liệu chính xác, đúng, đủ, sạch sống, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Trùng Khánh phát hiện xử lý 7 vụ với 6 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng. Theo đó, Hạt Kiểm Lâm huyện đã xử lý hành chính 6 vụ, chuyển xử lý hình sự một vụ, tăng vật thu giữ 0,26 mét khối gỗ tròn thuộc loài thông thường, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 25,5 triệu đồng, tổ chức tuyên truyền luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật khác 18 cuộc với hơn 745 lượt người tham gia, xử lý 3 vụ trên 3 đối tượng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, gây cháy rừng trồng, rừng tự nhiên, khoanh nuôi, chưa có chữ lượng. Xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 14,5 triệu đồng, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục điều tra một vụ với diện tích bị thiệt hại hơn 9,9 hectare. Tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Nhân chuyến tham dự lễ đăng quang của vua Charles III tại London, Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến vua Charles III. Tại cuộc gặp nhà vua Charles Đệ Tam, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng nhà vua, hoàng hậu Camilla cùng hoàng gia và nhân dân Anh quốc, tin tưởng dưới sự trị vì của nhà vua Charles Đệ Tam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng. Khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn nhà vua và hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời chuyển lời mời trân trọng tới nhà vua Anh thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Nhà vua Charles Đệ Tam bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với ông và Hoàng gia Anh. Ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội và triển khai đối ngoại toàn diện tích cực của Việt Nam thời gian qua. Nhà vua cũng đánh giá cao cam kết phát thải dòng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam và nhấn mạnh cá nhân nhà vua rất ủng hộ hợp tác giữa hai nước trong chống biến đổi khí hậu, cho rằng việc tập đoàn AstraZeneca đầu tư 50 triệu USD nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam là việc làm rất có ý nghĩa. Khẳng định Hoàng gia Anh và cá nhân ông luôn quan tâm ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong rằng trong 50 năm tới, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa. Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, trái sầu riêng ri 6 đặc sản của Việt Nam, lần đầu tiên đã có mặt tại thị trường Anh. Theo đó, lô hàng 5 tấn sầu riêng Ri6 của Việt Nam do công ty TT Meridian LTD Anh nhập khẩu chính ngạch đã được thông quan vào ngày 4 tháng 5 và được phân phối đến các siêu thị tại Anh. Theo đại diện thương vụ Việt Nam tại Anh, chất lượng dầu riêng Ri6 vượt trội cộng với ưu đại miễn thuế nhập khẩu vào Anh nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh đã giúp dầu riêng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với sầu riêng từ các nước khác. Trước đó, nhiều loại quả đặc sản của Việt Nam cũng đã có mặt tại thị trường Anh như vải thiều Bắc Giang, bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi diễn yên thủy, cam cao phong của tỉnh Hòa Bình. Các nhà nhập khẩu nông sản Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh nhờ được miễn thuế nhập khẩu theo UKVFTA cũng như chất lượng nông sản. Đơn cử, trái sầu riêng nhập khẩu từ các nước không có ưu đãi thuế, chịu mức thuế 8%, trong khi sầu riêng Việt Nam được hưởng mức thuế ưu đãi 0% theo Hiệp định UKVFTA do đó doanh nghiệp có thể cạnh tranh với sản phẩm cùng loại đến từ thái lan và malaysia để mở rộng cơ hội xuất khẩu vào thị trường anh các chuyên gia thương mại lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu cần có chiến lược marketing nhất là tiếp thị kỹ thuật số để giới thiệu các loại trái cây đặc sản này tới người tiêu dùng nước này đây là xu hướng của thế giới mà doanh nghiệp việt nam cần áp dụng tại một thị trường phát triển như anh với khoảng cách địa lý khá xa việt nam để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới Tình trạng đặt chỗ ảo qua mạng nhằm giữ chỗ xảy ra khá phổ biến sau khi các trung tâm triển khai ứng dụng qua app. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện nay các trung tâm đăng kiểm đã triển khai áp dụng app TTDK trên cả nước để nhận lịch hẹn đăng kiểm của người dân và các chủ xe. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng cò mồi lợi dụng việc quá tải trong kiểm định xe cơ giới, tâm lý muốn đăng kiểm xe nhanh của các chủ xe đã câu kết để làm luật đăng kiểm nhanh nhằm trục lợi gây ra tình trạng đặt lịch ảo, chiếm chỗ của những xe đang hết hạn đăng kiểm. Để phòng tránh việc đặt lịch ảo, đội ngũ quản trị app TTDK sẽ giả soát đối chiếu dữ liệu của người sử dụng, cung cấp và dữ liệu trong hệ thống đăng kiểm. Khi chủ xe đăng ký phương tiện hay đặt lịch đăng kiểm, cần bắt buộc nhập đúng số tem giấy chứng nhận và ngày hết hạn đăng kiểm theo biển số xe đăng ký. Nếu không nhập đầy đủ các thông số này, lịch hẹn có thể sẽ bị các trung tâm đăng kiểm từ chối. Thống kê tuần từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.573.931 ca mắc, trong đó có 10.626.524 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 43.196 ca tử vong, hiện có 141 bệnh nhân đang thở oxy, đồng thời đã có hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm. Thông tin từ các địa phương cho thấy, số cân nặng tập trung vào nhóm người có bệnh nền, người lớn tuổi. Theo phân tích của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 70% người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, người trên 50 tuổi, trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai. 90,5% người mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, phổi tắc nghẽn mạng tính, ung thư. Trong tổng số ca nhập viện có khoảng 20% chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngày 3 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó tìm cách giúp các quốc gia chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này. Trước vấn đề trên, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng, việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế của COVID-19 là một tin luôn được chào đón. Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể vô cùng mạnh mẽ của đất nước đối với virus này, nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải hiểu rằng đây không phải là lúc chúng ta mất cảnh giác. COVID-19 sẽ tiếp tục là mối đe dọa. Công bố của ngày hôm nay thực sự là công bố về sự cần thiết phải tăng tốc và lập kế hoạch quản lý virus trong dài hạn trước diễn biến của dịch Covid-19 trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã có khuyến cáo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc. Ngành y tế các tỉnh thành phố lên kế hoạch để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, dự tru thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, và tư y tế phù hợp với các phương án thu dung điều trị người mắc Covid-19 khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp. Người dân thực hiện tốt thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Chuyển sang tin quốc tế, mặc dù tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn khẳng định sẽ không thể xóa bỏ virus SARS-CoV-2. Giám đốc khẩn cấp của WHO ngày 6 tháng 5 cho hay COVID-19 sẽ không bao giờ bị loại bỏ hoặc tiêu diệt tận gốc vì nó có thể lây từ người sang động vật và ngược lại. Ông khẳng định, vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị có thể loại bỏ mối đe dọa sức khỏe cộng đồng liên quan đến virus SARS-CoV-2. Nhưng việc loại bỏ hoàn toàn virus đó trên toàn cầu rất khó xảy ra nếu không muốn nói là không thể. Giám đốc khẩn cấp của WHO dự đoán các ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng vào mỗi mùa đông ở bán cầu Bắc, giống như bệnh cúm hoặc bất kỳ bệnh theo mùa nào khác. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng các biến thể mới của virus có thể xuất hiện trong mùa hè, đồng thời gây lây lan rộng rãi. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.